cảm ơn Bạch Long Sứ đã dành cho ta một ân huệ cuối cùng. Quận chúa, niềm vui của quận chúa là niềm vui của mạc tướng, nhưng chúng ta còn trách nhiệm thiêng liêng. Ta biết rồi. Quận chúa, các tiên sứ đang nóng lòng chờ lệnh của quận chúa. Lệnh của ta? Phải, giết tên giặc Tống, cướp lại ước mất đồ. Trời ơi, giết tên giặc Tống, cướp lại bức mật đồ. Hãy chờ lại giây phút nữa. Tuân lệnh. Đến giờ những gì anh hãy cho em nắm lấy bàn tay và âu yếm nhìn anh một lần sau cuối. Kìa bà đến đây định hành thích ta chăng? Không. Bà định lấy trộm bức mật đồ? Không. Còn đây tự mất rồi. Bà muốn gì? Ông muốn gì? Là kẻ thù với nhau chỉ có một con đường giải quyết. Phải. Tôi có quê hương Mông Cổ, ông có non nước Trung Nguyên, hai dân tộc đã chia đôi bờ giới tuyến. Hoặc tôi chết vì sông núi Trung Nguyên, hoặc bà chết vì quê hương Mông Cổ, hai chúng ta chỉ có thế mà thôi. Ông còn chờ đợi gì mà chưa ra kiếm? Tôi đang chờ bà hành động trước. Thưa quận chúa, đã sắp đến bình minh. Bạch Long Sứ, mang cho ta bầu rượu nóng. Xin dân. Thôi anh, hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lại sinh. Tình nghĩa đậm đà đã mất mát hôm nay, em không hề oán than cho hoàn cảnh trái ngang. Làm gian dở ly tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường. Bảo Xuyên ơi, nhìn em rưng rưng dòng lệ, mà lòng anh như quất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn. Rồi đây bao nhiêu thương nhớ, em xin trao trả lại cho anh. Đường biên ái xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời. Bảo Xuyên ơi, anh bùi ngùi trong về phương ấy, chỉ thấy xa xa khói sương vắng mù mịt, và mùa thu đã chết từ hôm nào. Thôi anh ơi, một chút tình này với bao nhiêu mộng ước, đành vĩnh biệt một hôm nay. Sơn Can, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù, tiểu muội muốn yêu cầu Sơn Ca một việc. Điều gì nàng cứ nói. Tiểu muội muốn mời Sơn Ca một tuần rượu sau cùng. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ.
Sơn ca, hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quang lãnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tông biệt. Rồi sau đó hận thù ngắn nẻo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa. Uống đi Sơn ca. Mùi rượu thật ngọt ngào. Rượu của Mông Cổ chỉ là thứ rượu độc. Hương rượu nồng nàn như hơi thở tình nhân. Càng uống ta càng thấy nhớ thương người tri kỷ. Thôi, hãy mang rượu đi nơi khác uống. Và muốn nhớ thương ai thì cũng mặc đi. Sao nói chứ sao mình cũng thèm rượu chứ. Tần Lĩnh Sơn, hãy ngồi xuống đây uống rượu. Em biết, em biết là Sơn đang thèm rượu đến mềm môi. Sao biết ta thèm rượu? Nhưng mà ta không thích uống rượu của người Mông Cổ. Nhưng đây là rượu của Bảo Xuyên mà. Rượu của Bảo Xuyên thì ta uống. Đây là rượu của Bảo Xuyên dành đưa tiễn Sơn ca một lần sau cuối. Chỉ còn vài giây phút nữa mình sẽ xa nhau. Ngồi xuống đi anh, kéo muộn màn trễ này. Nâng chén nghe lòng đau. Rượu mềm môi cay đắng. Bao giờ em trở về Mông Cổ? Khi nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Còn anh, bao giờ anh trở lại Giang Nam? Khi anh đã hoàn tất xong sứ mạng. Sứ mạng của anh đã hoàn thành, anh còn chần chờ gì nữa chứ? Hãy uống đi em. Đường về Giang Nam tuy xa diệu diện, nhưng không có gì phải lo lắng cho anh. Còn Bảo Xuyên? Còn em? Em chỉ có một con đường duy nhất. Nếu không trở về thì đắc tội với quê hương, còn bằng về đó là đi vào nơi đáy huyệt. Bảo Xuyên, Sơn ca, mình hãy uống tuần rượu chót với nhau và can đảm để đợi chờ giờ ly biệt. Sơn ca, bên ngoài là dòng giấy Mông Cổ, anh ấy cố giữ mình để thoát khỏi hiểm nguy. Cầu xin cho anh về Giang Nam được vuông tròn sứ mạng. Đa tạ tình em. Đêm nay trời bỗng lên cơn bão nhỏ, ta phải về đâu, ta sẽ đi đâu? Tình yêu đã mất, mộng mị đã tan rụt, đường dung rủi một mình ta cô độc. Lão quá mày ơi, cái thằng nhỏ này sao nó xạo quá. Ta cô độc hay là mày cô độc?
tôi cô độc. Vậy chứ chỗ này này này, này. Ai đây, ai đây, ai đây? Phùng ban chủ kỳ quá à. Gì kỳ mày? Phùng ban chủ cứ dẫn Lý cô nương theo tại hạ chi hoài vậy? Mày hỏi không lẽ tao dẫn cho tao? Phùng lão bối nói kỳ quá à. Kỳ gì? Tiểu bối theo lão bối làm gì? Vậy không dẫn này theo nó đâu có chịu. Phùng ban chủ làm phiền tại hạ nhiều quá rồi nha. Trời khổ quá đó, thấy chưa? Phiền mặc kệ gã, lão bối cứ dẫn tiểu bối theo. Trời, thấy chưa? Nhưng mà tại hạ không muốn như vậy. Phùng ban chủ đi đâu thì đi đi, đừng có theo tại hạ nữa. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tiểu bối bắt buộc lão bối không đi đâu hết. Đó, thấy chưa? Trời ơi, một đứa thì đòi theo, một đứa thì không chịu. Thật khổ thân cho cái lão ăn mày này quá. Nè 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 nè, tại hạ không đùa với lão bối nữa đâu nha. Ai đùa với mày chứ hả? Tổ bà nó vừa vừa thôi chứ. Chúng mày thấy tao con mình đơn độc rồi muốn khống chế, muốn áp bức tao như vậy phải không? Trời ơi, lão bối kỳ quá à. Kỳ gì? Kỳ gì? Lớn rồi mà khóc không sợ người ta cười à? Tao tức thì tao khóc hả? Có gì lạ đâu, bây giờ cười phải không? Tao cười nè. Thôi vậy, Phùng lão bối và Lý cô nương đi đi, để cho tôi được bình yên giây phút. Đi đi. Vậy hay không? Đi phải không? Tao giao này cho mày đó. Chịu cho cái mặt tươi 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 rồi. À, khoan. Lão bối. Cao Vinh, anh có thể cư xử tàn nhẫn đến thế sao? Anh có thể chà đạp Lý Hồng Miên đến não nùng chưa? Lý Hồng Miên, tôi đã nói với cô nương từ dạo ấy, tôi đã có rồi hình ảnh một người. Nhưng người ấy không hề yêu lại Cao Huynh và đang theo đuổi một bóng hình nào khác. Vâng, đó là một nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hờn trách. Vậy thì Lý Hồng Miên đừng vội trách hờn tôi là một kẻ vô tình. Tôi đã yêu và đang khổ lụy riêng mình. Khi đã đánh mất một ảnh hình tuyệt diệu mà tôi giữ gìn từ bấy lâu nay, chợt tỉnh ra thì mộng mị đã tan rồi. Tôi lủi thủi đi vào trong mưa bão như một tên hành khất lạc loài cô độc, không biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn. Cao Vinh, em đã hiểu rồi tâm sự của anh. Nỗi niềm đó em cũng đang mang trong tâm tường. Lý cô nương, hãy quên tôi đi, đừng bận biểu làm chi một hình hài khốn khổ. Quên tôi đi. Cao Huynh ơi, nếu Cao Huynh đang sầu muộn với mối tình đầu gian dở thì đừng trách tại sao em buồn khổ chuyện ban đầu. Càng cố quên đi lại càng xúc động âu sầu, như một vết thương không còn phương thuốc chữa, chỉ chờ giờ đưa tiễn xuống mồ sâu. Hãy nghe đây một lời nói sau cùng của một kẻ trọn đời mang khổ lụy. Tình yêu đó xin vội vàng trả lại, kiếp phù dung vừa hé nhụy đã phai tàn. Lý cô nương, có xa gì một kẻ như tôi mà phải não nùng tuyệt vọng
Còn Cao huynh, vì đâu mà phải trăm nhớ ngàn thương, vì đâu mà phải tuyệt vọng ê chề. Là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng chia đau sớt khổ. Hai cánh chim bay ngược chiều gió lạ, rồi bâng khuâng rồi khổ lụy giữa đêm. Ngoài kia bỗng nhiên sao trời trở lạnh, chợt nhớ mùa thu đã hết rồi. Mình là kẻ viễn hành trong cô độc, chẳng có người yêu mai dội áo như ôi. Ly Hồng Miên, nàng hãy về đi, hãy quên bỏ những gì trong ảo mộng, để xây lại tương lai và cuộc sống lưu luyến làm gì mẹ có cô đơn. Cao huynh, dù bây giờ hay đến chết, em vẫn một lòng yêu mãi Cao huynh. Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt Cao huynh. Ly Hồng Miên, đừng tiếc nuối, hãy trở về với đại cuộc hôm nay. Quận chúa Mông Cổ à? Hình như Cao Tráng Sĩ đang có một nỗi buồn to lớn. Đó là việc riêng của tôi. Tôi có thể giúp cho Tráng Sĩ giết trừ tên địch, cướp lại tình yêu. Bằng cách nào? Quy phục Mông Cổ, giết gã đại sư ca. Quy phục Mông Cổ, giết đại sư ca? Phải, giết kẻ đã cướp đoạt tình yêu của Tráng Sĩ. Nhưng nhạc ngu khờ quá, thảo nào chỉ lẩn quẩn loanh quanh trong não nùng tuyệt vọng. Thà rằng như vậy còn hơn là tôi phản bội lại đại sư ca. Thà rằng tôi chấp nhận đau thương còn hơn, còn hơn để cho hai người ấy đau thương buồn khổ. Xin cáo biệt. Đứng lại, bây giờ đến phiên ta bắt buộc nhà ngươi. Điều gì? Một là quy hàng Mông Cổ, hai là phải chết. Quy hàng Mông Cổ à? Điều đó chắc không bao giờ có được. Và quyết định của ta cũng không có gì thay đổi được. Mông Cổ hãy giết ta đi, chứ đừng mong ta hàng phục. Giết đi! Hãy dâng cả vào thành đồng chờ lệnh ta. Vâng lệnh. Đại sư ca, ngôi chùa này hoang vắng quá hả đại sư ca? Chiến chinh ly loạn đã làm cho quê hương mình điêu tàn và hoang vắng. Rồi bao giờ mình mới trở lại Giang Nam? Khi đã tìm xong trọn bức mật đồ và phải tìm cho được Bình Nhị Đệ. Đại sư ca, đó là quyết định của anh. Nhưng mà Nhị sư ca đã ra đi biển biệt. Dù góc biển chân trời, ta cũng phải tìm cho ra Bình Nhị Đệ. Để làm gì? Để cho nó hiểu được tâm tình của đại sư ca, để cho nó và sư muội song hành trên đoạn đường sau cuối. Đại sư ca, hãy nghe anh nói hết, đừng bắt anh phải đóng một vai tuồng gượng ép giữa hôm nay. Nhưng còn những lời của đại sư ca đã hứa, trước giờ phụ thân em sắp lâm chung. Anh hứa cho vui lòng sư phụ, anh phải hứa cho yên dạ kẻ sắp ra đi. Trời, trời ơi, tuyền sư muội, em tưởng đâu lòng anh sắt đá hay sao? Anh cũng đang trăm chiều khổ lụy, anh yêu một người con gái có mối tình không biết sẽ về đâu. Đại sư ca hãy cho em biết người con gái ấy là ai,
Là ai? Là Bảo Xuyên quận chúa. Trời ơi, đại sư ca đã yêu một người con gái đang dẫn quân về và nát quê hương xứ sở. Thì còn gì đâu niềm ước vọng tình yêu mà em đã hoài mong chờ đợi thuở ban đầu. Đại sư ca đã vùi chôn kỷ niệm muôn quan mồ. Tiếu muội không còn gì đâu niềm ao ước. Từ bây giờ chưa đến cả ngàn sau. Rồi mai đây đại sư ca đi lấy vợ, muội một mình cô độc giữa trời xa. Nhìn trước mắt chập trùng mấy viễn xứ, và sau lưng nặng trĩu gió mưa sầu. Tuyền sư muội em đừng giải khờ như vậy. Đại sư ca không lấy vợ vì câu chuyện trai ngang. Nhưng em còn có bình sư đệ. Chuyện hai người phải được kết chung đôi. Đại sư ca ơi, nếu mộng ước của tình yêu có thể đổi thay trăm chiều nghìn hương, thì người ta đâu đau khổ vì tuyệt vọng, và muội đâu hờn tuổi giữa thời xuân. Đêm qua nằm mộng thấy một cành hoa vỡ, muội biết mình sẽ đau khổ vì yêu. Như một loài hoa vô phần bạc số, chỉ sinh ra khoảnh khắc rồi vội phai tàn. Đại sư ca ơi, muội đâu có ước vọng gì to lớn, chỉ cầu xin được sống với tình yêu. Nhưng ước mơ thì không tròn không vẹn, và tình yêu đã chấp cánh một phương nào. Thôi em đừng có dơ dẫn như thế nữa, hãy trở về với thực tế của hôm nay. Dân, đại sư ca hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ. Không, bây giờ em phải cấp tốc trở lại Tương Dương Thành. Chi vậy đại ca? Tìm cho ra Bình Nhị Đệ. Trời ơi, muội biết làm sao tìm cho ra được khi mà nhị sư ca đã biệt bóng một phương trời. Em hãy tìm đến Phùng Văn Chủ, nói đại sư ca cần tìm kiếm Bình Nhị Đệ, ông ấy sẽ lo lắng hết mọi việc cho em. Nhưng mà... Đi đi em, hãy dâng lời đại sư ca lần sau chó bi, rồi đại sư ca sẽ không làm phiền em nữa đâu. Vâng, muội lúc nào cũng muốn làm vừa lòng đại sư ca, nhưng mà đại sư ca thì luôn luôn hờ hững. Đại ca, ân cần xin lỗi em. Muội không có cần xin lỗi, mà muội chỉ cần... Thôi, em hãy đi đi. Đại sư ca chờ đợi tại nơi này. Em cố gắng hãy trở về đây cho thật sớm nhé. Xin vâng. Sáng mai này ta trở lại Giang Nam, đường bụi cuốn mịt mờ chân viễn xứ. Gói hành trang với chút niềm tâm
sự xa em rồi, kỷ niệm cũng xa luôn. Không anh, kỷ niệm vẫn còn đây, một mảnh tình đau ngân lệ đầy. Em sẽ mang theo về cố quốc, anh còn mộng mị nửa đêm nay. Đêm lạnh lùng, phố lạnh mây
còn giây phút nữa mình sẽ xa nhau, như mùa thu đã chết dần trên sắc lăng, làm não nùng trơ trọi mấy cành khô, và kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là mộng ảo. Quận chúa, hãy gạt bỏ tình riêng, xin quận chúa hãy vì nhiệm vụ. Mày, ta phải vì nhiệm vụ, ta phải vì quê hương đất nước. Quận chúa, hãy lui ra. Quận chúa, quận chúa còn chờ gì nữa? Hãy cho ta xin vài giây phút nữa. Quận chúa ơi, Mạc Tướng biết là quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng, nên giây phút này đây là giấc mộng phi thường, là niềm an ủi lớn lao cho kẻ sắp lên đường, để kết thúc một mối tình thơ mộng của hai người trong cuộc sắp ly tan. Thì thôi quận chúa hãy giữ cho tròn đêm tông biệt. Mạc tướng có thể chờ đợi đến bình minh, và chừng ấy sẽ không còn gì nữa để nối liền nhiệm vụ với tình yêu. Dân, ta xin cảm ơn Bạch Long Sứ đã dành cho ta một ân huệ cuối cùng. Quận chúa, niềm vui của quận chúa là niềm vui của Mạc tướng, nhưng chúng ta còn trách nhiệm thiêng liêng. Ta biết rồi. Quận chúa, các thiên sứ đang nóng lòng chờ lệnh của quận chúa. Lệnh của ta? Phải, giết tên giặc Tống, cướp lại ức mật đồ. Trời ơi, xin cho anh về Giang Nam được vuông tròn sứ mạng. Đa tạ tình em. Ta xin mượn đỡ hai chung ruộng này, vì các ngươi không còn dịp để tiễn đưa nhau nữa. Cổ Mậu Thiên, kẻ đại thù đã đến, nợ của nhà ngươi phải trả hết hôm nay. Ta không bao giờ trả nợ cho ai. Đừng dùng giọng nói trẻ con với truy hồn kiếm đánh lén sư phụ ta trong lúc người đang thọ bệnh, đó chính là hành động của trẻ con. Thôi, chớ nhiều lời, ta sẽ giết sạch lũ các ngươi. Người Mông Cổ, lần đầu tiên Mạc tướng không thể hoàn thành theo lệnh của quận chúa được. Tại sao dám cãi quân lệnh? Các người muốn gì đây? Muốn để cho hai con hổ nó cào, nó câu, nó xé với nhau cho đến chết. Và cuối cùng, dù có chết anh không hề hối tiếc. Em đừng can thiệp vào câu chuyện của anh. Em có nghe chưa? Dân, em xin dâng lời. Tần Lĩnh Sơn, nếu muốn sống, hãy giao trọn bức mặt đồ lại cho ta. Nhà ngươi vẫn còn say ngủ, hãy tiếp tục chuyện hơn thua. À, vậy là nhà ngươi phải chết. Khoan, độc ác đừng vội xuống gươm để gây thêm hận oán thâm. Ta đã đến đây để họp cùng đại sư ca, ta đòi nợ máu, một món nợ thật thâm sâu mà nhà ngươi đã cố tình gây nên thảm họa. Ta đã quyết đến nơi này thì ta quyết chẳng sợ một ai đâu. Và hôm nay trong cuộc chiến, ta muốn nếm thử mùi kiếm pháp lôi phong. Vậy thì cũng là lần sau cuối để người sám hối tội lỗi của nhà ngươi. Xin hương hồn của sư phụ hãy về đây, xin chứng kiến cho các con. Xin đại
đại sư ca, hãy rộng lượng thứ tha cho tiểu đệ. Em chẳng có tội tình gì, hãy lo bao đáp nghĩa ân sư. Thôi, chớ có nhiều lời. Hãy xem đây, Huy Hồn Kiếm. Lôi Phong Kiếm Trận. Lôi Phong Kiếm Trận. Bình Nhị Đệ, em đã về kịp lúc. Ta đã trả được thù hận của ân sư. Đệ đến đây trễ nải vì đã bị quân Mông Cổ sanh cầm. Nhưng mà tại sao đệ thoát về đây được? Quân chúa Bảo Xuyên vừa giải thoát cho tiểu đệ. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa. Các thiền sư đang chờ lệnh giết hai ông đi cướp lại bức mật đồ. Bảo Xuyên, em đã quyết định à? Đó là nhiệm vụ của tôi, không còn gì thay đổi nữa. Các thiền sư hãy bắt đầu. Sư muội, em đã giết chết Bảo Xuyên rồi. Nếu không giết người Mông Cổ thì cả bọn chúng ta phải chịu chết hay sao? Em đã hành động điên cuồng, em không hiểu được Bảo Xuyên. Trời ơi, Bảo Xuyên. Đại sư ca, Sơn ca, Sơn ca ơi, đó là định số. Em đã nói với anh từ buổi đầu gặp gỡ. Bảo Xuyên. Sơn ca, Sơn ca ơi, em nằm đây vui trọn thiên tình chờ nghe lời anh rú mộng, cầm tay nhìn giấc núi hồng, người tương truyền mối tâm sự ngạt ngào. Ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền qua, có trăng dài, cô đơn, có gió ngàn nước nở và có nỗi sầu tư vời vợi nhớ thương về. Chưa trọn yêu thương sao em đã dội chia lìa, còn anh chẳng biết mình rồi sẽ ra sao. Mất em rồi cuộc đời anh trong trái, ngoảnh mặt nhìn mây núi chập trùng xa, nhưng nẻo đường qua mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ nào. Thôi anh đừng buồn bã nữa, dù sao thì mình cũng phải xa nhau. Thà xa nhau trong niềm thương nỗi nhớ, để cho anh còn hoài vọng ở mai sau. Chuyện mai sau chúng mình chỉ còn là mộng ảo, thì đừng hoài vọng làm chi cho thêm buồn bã kiếp qua sầu. Sơn, Sơn ơi, khi em đã chết đi rồi, Sơn hãy đưa em về nơi ai nhàn, xây cho em một năm mộ giữa biên cương.
cho em được nhìn về quê hương Mông Cổ với cát vàng với sa mạc quang du và những đêm trăng hồn em xuôi về trung thổ để viếng băng sơn cho đỡ nhớ với sầu. Bao xuyên sơn ca hãy gọi em là xuyên mùi, xuyên mùi như ngày đầu mình gặp gỡ, như ngày đầu hai đứa mới vào yêu. Sơn ca ơi, kể từ đây quan thù không còn ngăn lối, không ai có thể buộc em đi xa anh. Sơn ca, hãy ôm em vào lòng lần sau cuối, để em nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của sơn ca. Xuyên mùi, sơn ca, xuyên mùi, em yêu anh. Xuyên mùi, xuyên mùi, xuyên mùi ơi, ngủ đi em, ngủ đi em một giấc ngủ ngàn thu không trở dậy, ngủ cho quên ranh giới biên. Quên thù hận quán hờn anh sẽ đưa.